Xin giới thiệu các bạn, đây là các cái củ sâm cao. Củ sâm cao nhập về còn nguyên cả đất. Đây là củ sâm cao. Những củ sâm cao này còn nguyên đất, thì tôi sẽ sơ chế một cách là tôi sẽ rửa. Và tôi sẽ định làm một ít để ngâm rượu và một ít phải khô. Bây giờ tôi sẽ lại rửa củ sâm cao lên. Sâm cao nó có cái đặc điểm bên ngoài trông nó thế này thôi, nhưng khi mà các bạn rửa đi thì nó sẽ có cái màu đỏ. Đây, tôi đi rửa nhé. Wow. Đấy, xong các bạn là các bạn lấy dao các bạn cạo đi, cạo cái đất này đi. Đấy, khi cạo này ra thì bắt đầu sẽ xuất hiện cái màu đỏ này. Đấy, và các bạn chỉ cần cạo này thôi, nó sẽ có cái mùi thơm. Tuy là hơi lâu thì các bạn nó tổng cạo này nha, các bạn làm thôi, chả cách nào cả, cứ làm từng củ một thôi, sẽ ra cái màu đỏ. Đấy, đây là mấy củ sâm cao tôi vừa rửa xong, tôi rửa tạm ba bốn củ này cả. Hôm nay tôi sẽ nói thêm với các bạn là về cái tác dụng của củ sâm cao này. Thì theo y học cổ truyền thì cái sâm cao là vị cay, tinh ấm, hơi độc, có công dụng là ôn thận, tráng dương, khứ hàn, trừ thấp, và thường được dùng để chữa các bệnh như là phong thấp, bệnh liệt dương, ho, trĩ, vàng đản, vàng da, rỉ và viêm da. Rỉ và viêm da thì các bạn giã nát, đắp. Theo nghiên cứu của dược lý y học hiện đại thì sâm cao có tác dụng là cường dương, nâng cao cái năng lực hoạt động của tuyến sinh dục, chống lão hóa và tăng cường khả năng chịu đựng cơ thể trong điều kiện dưỡng khí, chân tĩnh, chống co giật, kháng viêm, chống huyết tắc, chống nấm, kháng ung thư, nâng cao khả năng chịu nóng của cơ thể. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là cường tim và làm giãn các mạch vành. Đấy là các tác dụng chính của sâm cao. Đặc điểm chính của cái sâm cao này là cái tác dụng cường dương, hay là tác dụng gọi là ôn thận tráng dương, rất tốt cho những người sinh lý yếu, khả năng tinh trùng yếu, khả năng điều trị được vô sinh cũng sẽ hỗ trợ rất là tốt. Thì để mua được cái sâm cao này thì các bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 45, và website tôi là hai cộng com. Xin chào các bạn nhé.